tên nào. 3, 2, 1. Ok, hello mọi người đã đến với channel của mình. Là Phương, em Minh và mình đã trở lại. Và trong video này, chúng ta sẽ chơi một trò chơi có tên là Build a Boat for Treasures, là xây dựng một con tàu, một con thuyền để đến với kho báu. Và cái trò này hiện tại cũng đang khá là nổi trong cái trang Roblox này. Và trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một cái dạng bánh siêu tốc mà có thể giúp cho các bạn thắng dễ dàng, nhưng mà tỷ lệ thắng cũng khá là khó, bởi vì là nhiều khi nó sẽ không thành công, giống như là nó bay qua cả map luôn, hoặc là bạn sẽ đáp không dính được cái chỗ điểm cuối cùng của kho báu. Và để xây được cái con bánh xe thì các bạn cần một thanh gỗ nhỏ và 24 cục gỗ, và cuối cùng là hai cái booster hay còn gọi là thruster. Hai cái dụng cụ này giúp cho cái bánh của bạn tăng tốc siêu phàm luôn, nói chung là rất là nhanh, tốc độ flash luôn á. Ok, giờ chúng ta sẽ bắt đầu xây nào. Đầu tiên các bạn chọn một địa điểm các bạn muốn, sau đó các bạn đặt cái đầu người ta nhỉ. What the fuck, rối bãi đái. Đây các bạn đặt cái này, bạn đặt một điểm nào mình sẽ đặt ở gần đây. Đây, sau đó các bạn dùng thanh gỗ nhỏ đây, đặt bật 1, 2, 3, rồi các bạn lấy cái ghế nhỏ, các bạn đặt ở đây, các bạn ấn R 2 lần, 1, 2, các bạn đặt lên, rồi các bạn dùng thêm thanh gỗ nữa, rồi nhỉ, đây, các bạn dùng thêm 3 thanh gỗ trên, các bạn đặt 3 thanh gỗ trên, rồi các bạn ngang vậy, các bạn để 3 thanh gỗ ở đây nữa, đấy, các bạn để 3 thanh gỗ ở đây tiếp, nó cứ ngược lại vậy thôi. Sau đó đến cái bước này các bạn phải cẩn thận chú ý rồi nha, không các bạn xây sai nó sẽ không lan được đâu. Rồi sau đó các bạn đặt gần đây, các bạn nhìn lên, các bạn để gần đây, xuống một bậc, các bạn đặt đây, đặt ở đây, các bạn nhìn xuống, các bạn để con chuột ở gần cái tủ đít này, các bạn đặt ở đó. Còn cái này cũng ngược lại vậy thôi, các bạn đặt đó, để ở ngang, sau đó là để cái đít. Rồi ở phần người dưới này còn khó hơn, là các bạn cũng phải làm ngược lại, nhưng mà nó ngược chiều lại với nhau. Các bạn đặt đây, các bạn đặt dưới đít, rồi các bạn lại đặt ở một thân đó, các bạn nó ngược nhau lại thôi, vậy cũng không khó mấy. Đó, sau các bạn đặt ở dưới cái đít của cái gỗ này, các bạn đặt ở cái thân của nó gần đây, đó là các bạn đã xong được một cái bánh tròn rồi. Rồi còn bước cuối cùng khá là dễ, các bạn lấy ra cái thruster hay còn gọi là booster, các bạn ấn một cái ấn chữ T, đó nó sẽ hiện lên, nếu nó không hiện lên thì các bạn ấn chữ R để cho nó đổi vậy nha. Đó, sau khi lại lên rồi, các bạn đặt để con chuột, con trỏ chuột của bạn gần chỗ này, các bạn ấn chuột đặt nó, sau đến chỗ này các bạn ấn R để cho nó xoay ngược lại, rồi các bạn đặt ở đây. Đó là tất cả những bước mà các bạn có thể làm được một cái bánh siêu tốc. Rồi giờ chúng ta hãy test nào. Rồi các bạn hãy chú ý nhảy lên nha, các bạn đứng đây, các bạn đứng nhảy vào cái ghế ở giữa này, đó, yên tâm bạn sẽ không bị chết vì kẹt đâu. Đó, rồi đến lúc test nào. 3, 2, 1, rồi các bạn ấn cái này thật nhanh nha, go. Hồi nãy mình quên, các bạn phải để dấu X số 1 này, các bạn tiêu hủy cái này đi, cho nó mình đã đặt vậy là để làm cái trụ, nhưng các bạn phải cần cái trụ nha. Sau khi làm xong các bạn xóa cái trụ đi, các bạn bắt đầu, các bạn nhanh tay ấn hai cái này. Ok, 3, 2, 1, ấn nhanh đấy. Ui rồi, what the đấy, các bạn thấy chưa, sức mạnh kinh khủng luôn đó. Các bạn nhiều khi sẽ thất bại nha, bởi vì các bạn sẽ bị rơi. Ui, mát. Mình quên nói cho các bạn luôn là nếu các bạn muốn hai cái thruster hay là còn gọi là booster, các bạn cần phải mở cái rương một tím này, legendary chest, các bạn phải mở ít nhất 2 lần mới dính, bởi vì nếu bạn mở một cái rương thì đương nhiên bạn sẽ dính được một cái thruster, và nếu bạn mở 2 rương thì bạn sẽ dính 2 cái vậy thôi, nên các bạn ít nhất là phải mở được 2 cái rương này nha.
các bạn phải cố gắng chơi để mở được cái room. Đây mình sẽ mở cho các bạn xem. Đó, sau khi xong các bạn sẽ nhận được một cái thruster. Đó, vậy thôi.